gì ơi, anh Minh đâu? Anh đến đâu rồi? Một chút thành tùng làm điếu thuốc cho nên an tâm. Bạch chủ thư. Đây là FC Hà Nội. Có một số bạn mà. Okay. Lần nào qua đây cũng đánh nặng với em sống sao. Chết quá. Dạ. Vô đây nè. Quay ngược lại đó. Con này si tình phép. Hiểu không? Hello. Mọi người chuẩn bị xem bữa trưa vui vẻ trên VTV nhé. VTV6. VTV6 vào lúc 12 giờ trưa. Mọi người đã nghe sống xanh thì dễ dàng chưa? Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ca khúc mới. Chỉ trong 2 ngày ra mắt mà đã được 5 triệu view trên Zing rồi. Nên là hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ca khúc này của Bảo Anh nhé. Yeah. Hello. Chị vừa mới đi hát về xong là chạy ra đây liền để mà quay bữa trưa vui vẻ. Vẫn còn đang mặc bộ đồ đi diễn hồi nãy. Sau khi mà xong cái này thì chị sẽ bay về Sài Gòn liền. Hình như là livestream sớm quá mai thôi sao. Nghìn mốt nè. Chị chào em. Chị đang ở Hà Nội, đang trong phim trường, chuẩn bị quay chương trình. Có chỗ nào sáng hơn không? Đó, góc đó. Quay trước á. Nó góc này vậy. Nè đèn nó bị hắt vô mặt liền, nó bị vàng. Không chỗ nãy chắc được. Đây góc này nè. Ti đi đi đi. Ồ đây đánh về gì đây? Đố mấy bạn biết là cái áo của chị mặc màu gì? Màu xanh dương hay màu xanh lá? Đố biết. Đố cả mày biết màu xanh dương hay màu xanh lá? Màu xanh lá. Màu xanh dương. Đây. Nói chung là xanh lá là xanh dương. Sao vậy? Chúng nó đuổi em ra. Vậy cũng đâu thấy. Nồi. Lát nữa mọi người sẽ được nghe sống xanh chẳng dễ dàng. Ngày 8 tháng 11 thì thôi mà thôi không nói đâu. Tại vì là phải để MV 10 triệu view mới nói. Nói chứ MV của ca khúc sống xanh chẳng dễ dàng đã hoàn thành xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày để mà ra mắt với các bạn thôi. Và anh nghĩ là cái MV lần này sẽ khiến mọi người bất ngờ. 10 triệu view nha. Đây chị coi mọi người nói gì nè. Màu Galaxy. Dương hả chị? Xanh lá ánh dương.
Màu xanh lá. Màu xanh lá dương hả chị? Ừ. Cái mày này là màu dương xanh lá em, chứ không phải màu xanh lá dương. Xanh dương nhưng mà do chị đứng dưới ánh đèn màu. Nói chung là cái này là màu xanh lá ánh xanh dương. Thank you. Cảm ơn Hoàng Oanh. Cảm ơn mấy tay nghe nó ra nha mà. Màu lá dừa. Sáng đứng bến dừa. Nhưng đứng bến tre. Mình làm chưa nhỉ? Hóng MV quá. Vậy thì em mấy bạn hóng MV như vậy thì MV khi mà ra mắt chắc là một ngày phải 10 triệu. Đúng không? Lát nữa sẽ livestream trực tiếp trên này luôn cho mọi người. Việt ơi. Đi xuống nha. Ok. Ủa? Cam ý còn mấy người không tình hả? Coi không có em. Sau đó thì em sẽ vào. Đùa chứ em ở ngoài gầy như thế này xong lên hình béo như lợn kìa. Em ngoài quá gầy luôn và em lên hình em cũng gầy hơn anh mà lo như thế. Em với anh như nào? Ủa em không nói nào, anh không hề to. Anh chỉ vừa vừa thôi. Đây anh nhìn em ở lên lên hình em bự bằng anh. Em bao nhiêu gì? Em kém anh chắc phải tầm... Bùi Ngọc Anh với Cami quay hình thì... chị thôi, Cami đâu mà vào quài đi nha Cami. Hello chị Cami gọi cho em đi. Chào anh Khoa. Bảo anh sếp. Mọi người cứ nhìn vào đâu mà thấy bạn đi béo nhỉ? Ai thì chúng ta phải một sai lầm đúng không? Chúng ta phải gần đây thì em được đứng đây đúng không? Hôm qua ăn cả một nồi lẩu riêu cua. À, mình sẽ xoay xoay. Hôm qua em ăn ở số 8 Nguyễn Biểu. Lẩu riêu cua sườn sù. Hôm qua là ăn một nồi lẩu riêu cua, xong rồi chả mực, xong rồi đi ăn thêm bánh mì phô mai, bánh mì bơ với lại pate, rồi thêm một chén súp với đỏ, khoai tây chiên, khoai tây chiên, một đĩa trái cây, chán ít thế, xong rồi về đi ngủ, ốm lắm, chế độ ăn uống là hợp lý. Em kể như thế bây giờ cái chính là anh đấy là anh no nước miếng đấy. Đã ăn lên từ sáng. Chào chị quay. Sáng nay thì mới vừa ăn bún đậu. À. Ai mà chào chị? Yeah. Bún đậu. Cái gì? Em ơi em lắc quá là cái máy. Ok bây giờ mình còn 2 phút nữa. Dành dây của nhạc. Một phút nữa. Yeah, một phút sẽ vào anh. Anh sẽ vào anh bảo này, anh ai có khoảng bên tai nghe có cái gì đó nó sai sai. Bọn em có phải im lặng đúng không ạ? Để cho sao rồi biết à? Im lặng nha. Các bạn điện thoại nha. Anh ơi hôm nay có tính cả make up hả? Hả? Hôm nay mới anh ơi make up. Mặt như thế. Béo lắm á người, lên hình béo như con lợn. Anh biết ơi, cách để chưa anh dừng ra các bạn nghe gì ai ạ? Tại sao ở trong nhà hàng mình tối hả? Cả này nghe tiếng hát này nghe ai hay thì tích hát hả? Có đèn rồi mà. Để bảo là để sau, phía sau nó quá sáng. Vậy đúng rồi. Đây nó sẽ bằng. Tôi chỉ muốn tìm một cái màu nó sáng hơn thôi mà. Ôi. Cái bộ quần áo của chị. Chiếu không? Chị đi ra ngoài đi chị ơi. Em thấy giống Halloween quá. Hai sao mình có
Quá đẹp. Ok. Nhưng mà đây nó mọi người ngoài này. Chị ơi em nhờ xíu. Mình ở dưới đây vì có thể ăn mình ở đây đi ạ. Bị đây ạ. Trời, trời luôn. Thực ra kìa, vào tay con bé một với kia gì? Từ sâu trong đôi mắt này là cái
cái hồi đi học ấy, tôi chỉ mong rằng là đến cái giờ dạy tiếng Anh, cái cô giáo dạy tiếng Anh của tôi mà kém tôi 2 tuổi, cô ấy rất là xinh và tôi chỉ muốn cô là em bảo anh lên bảng. Thế là cảm thấy được cái cuộc đời nở hoa và nào. Thôi bây giờ thì thôi, chúng ta quay lại với buổi trưa vui vẻ nhé. Và tôi hy vọng là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi trưa thật là vui. Và cái thông lệ của nhà hàng vui vẻ chúng ta là bao giờ sẽ chụp tấm hình gọi là hình check in để đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Bảo Anh trong nhà hàng vui vẻ ngày hôm nay. Hôm nay bạn có một diện mạo hoàn toàn mới và rất là quyến rũ, nên là tôi rất là mong chúng ta sẽ chụp ảnh với một chủ đề mà bạn đưa ra. Quyến rũ cái này tôi rất là khó để thể hiện, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp với cả Bảo Anh ngày hôm nay. Thoải mái nhất. Chúng ta chụp ảnh với một cái chủ đề cực kỳ khó, đó là thoải mái các bạn ạ. Chụp thoải mái. Và sau đó chúng ta sẽ đăng tải lên trên trang fanpage của Bữa Trưa Vui Vẻ. Thực sự cái lúc mà thoải mái nhất thì tôi thực sự là tôi cũng cảm thấy nó rất là gò bó. Thế nhưng mà bởi vì là đứng cạnh bạn thì tôi cảm thấy rằng là tôi vô cùng là lúng túng. Thế nên là ngay có lẽ là chúng ta sẽ không phải đợi để lâu nữa, mà chúng ta sẽ dọn ra đây để phục vụ Bảo Anh món ăn đầu tiên đi. Đó là cái món khai vị. Lúng túng lắm này, từ đấy giờ mất cả một hôm này. Thôi bây giờ chúng ta sẽ dọn ra đây để phục vụ Bảo Anh món ăn đầu tiên, đó chính là món khai vị. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ truy cập vào fanpage ngay bây giờ để đưa ra thật nhiều câu hỏi dành cho Bảo Anh. Xin mời. Món khai vị của khách mời ngày hôm nay sẽ là một ly hoa quả dần được chế biến theo công thức của các khán giả. Chúng tôi sẽ đưa ra 5 loại nguyên liệu. Số 1, táo. Số 2, mít. Số 3, xoài. Số 4, sữa đặc. Số 5, cá. Khán giả có thể lựa chọn nguyên liệu của riêng mình và nhiều nhất cho món khai vị của khách mời bằng cách bình chọn trên trang fanpage của nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ. Món khai vị của khách mời sẽ xuất hiện sau một phút nữa. Trở lại để theo dõi bữa trưa vui vẻ. Và bây giờ chúng ta vào món khai vị. Thường món khai vị là chúng ta chưa bao giờ được ăn hay được tất cả. Chúng ta khán giả chúng ta tương tác để lựa chọn cái tỷ lệ để chúng ta sẽ pha trộn cái món đầu tiên này để cho anh. Thế nhưng mà có rất là nhiều khán giả hôm qua đã biết rằng là ngày hôm nay thì bảo anh đến với bữa trưa vui vẻ này, và mọi người đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Trong đó thì có rất là đông khán giả đang quan tâm đến một là sản phẩm mới của bạn đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Nhưng bên cạnh đó mọi người rất là lo lắng cho sức khỏe của bạn. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên trước khi mà chúng ta vào ăn và chúng ta trò chuyện về âm nhạc thì phải hỏi đến là cả ngày trông Bảo Anh có vẻ như là ốm hơn trước nhiều. Lý do gì nhỉ? Bảo Anh thì lại thấy là Bảo Anh bình thường chứ không có gầy. Có gầy mà. Không gầy đâu. Có gầy mà, khán giả đã bảo gầy là gầy. Tôi nhìn khán giả mà. Khán giả cười quá mà. Khán giả áp đặt lắm. Khán áp đặt à? Hỏi nhìn khán giả nhé. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ đăng một tấm hình của Bảo Anh lên trên trang fanpage. Và các bạn hãy đưa ra: một là mập hoặc là béo, hai là gầy hoặc là ốm, ba là đẹp. Về tôi thứ 6 liền luôn ơi. Cái ma đi, bởi vì cái đấy các bạn lại đang hỏi chọn ba hết, không ai chọn mập hay là chọn gầy cả. Để rồi lát nữa chúng ta sẽ cùng xem là khán giả chúng ta sẽ định đếm cái lượng khán giả chúng ta 1 trong 2. Nhớ nhá, 1 là mập, 2 là gầy. Các bạn chỉ cần đưa ra 1 hoặc 2 thôi, và chúng ta sẽ xem số nào nhiều hơn thì chúng ta sẽ nói về cái con số đó. Khán giả không áp đặt đâu, bởi vì mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của bạn. Gần đây thì công việc của bạn có vẻ rất là bận rộn cho ra mắt được cái sản phẩm mới. Nào bạn có thể chia sẻ một chút về cái sự chuẩn bị đó. Bài hát vẫn là cái điều mà ca sĩ phải
ta còn rất là nhiều thời gian để nói chuyện ca khúc này, đúng không ạ? À, thế nhưng mà nói thật sự với cả Bảo Anh là khán giả nói rằng là Bảo Anh cho ra nhiều thì ca khúc như vậy nhưng mà toàn ca khúc buồn, đúng không ạ? Sao vậy? Tôi gọi điện luôn anh Siro. Bạn đọc cho tôi số công khai cho khán giả để có thể gọi Mr. Siro. Anh Siro đang phải gặp nhau mọi người. Chương trình đang được quay phát cho khách hàng của tôi. Mà nếu như bây giờ bình thường ấy, người ta gặp một chuyện gì đó buồn thì người ta cũng sẽ cố gắng để người ta tìm lấy một cái điều gì đó thật là vui. Còn bạn thì lại tìm không hiểu là cái gì khi mà bạn lại hát ra rất là nhiều những ca khúc buồn. Thật ra có một cái điều như thế này, mọi người đừng nghĩ là trong lúc mà bạn buồn thì bạn sẽ hát bài buồn. À. Hoặc là trong lúc mà anh vui thì bạn sẽ hát bài vui. Bởi vì nghệ sĩ phục vụ cho quý vị khán giả chứ không chỉ là phục vụ riêng cho bản thân mình. Và trong cuộc sống thì anh cũng thấy đó, phải có niềm vui, có nỗi buồn. Và nếu như mà khi nào mà bố anh có chuyện buồn á thì bố anh sẽ giữ lại đó, bố anh muốn giữ đó để khi nào mà mình cần hát một cái cảm xúc thì mình lấy nó ra. À, tức là bạn gìn giữ cảm xúc của mình. Đúng để rồi. Phục vụ cho âm nhạc. Bởi vì là ai cũng có cảm xúc hết, và khi hát thì mình cũng phải đặt cảm xúc của mình vào trong đó. Và như bản thân mở ra một chương mục gọi là tư vấn tình cảm. Bởi vì là tôi thấy rằng là Bảo Anh đang chia sẻ với chúng ta cái cách để có thể gìn giữ được cảm xúc, để có thể chia sẻ về cái câu chuyện nghề của cô ấy. Thế tuy nhiên rằng là tôi lại đang quan tâm đến là nhiều những cái bí kíp của Bảo Anh để làm sao để có thể gìn giữ được cái sự tươi trẻ. Có rất nhiều khán giả nói rằng là ở trên trang cá nhân của bạn, bạn cũng thường xuyên là chia sẻ những cái bí kíp để có thể giữ được cái sự tươi trẻ đấy. Và tôi thì tôi hơi bị tò mò một chút. Tôi muốn xem là ở trên trang cá nhân của bạn thì bạn chia sẻ cái gì. Nào bây giờ khán giả đã gửi về rồi, chúng ta phải xem các bạn khán giả quan tâm đến Bảo Anh và xem bạn đã chia sẻ bí kíp của bạn như thế nào. Đây có phải là trang cá nhân của bạn không? Đây là trang fanpage của bạn đúng không? Ở trên này bạn đã chia sẻ như thế này này. Bạn đi tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé ở xung quanh. Bạn đang nói cái gì kia? Mãi mãi tươi trẻ, tôi thấy là như thế. Tôi thấy rằng là bạn có một cái cách nhìn cuộc sống nó cũng rất là tích cực. Ở trên đó, tại sao những cái con đấy có phải là cái dòng trường tâm trạng của bạn khi mà bạn có một cái cảm xúc nó chi phối mình những lúc đó không? Thế à? Trả lời luôn. Có nhiều khán giả rất là mong cái điều này đấy. Nhưng vì chính vì là mình là người yếu đuối nên mình luôn dặn bản thân mình là phải nghĩ tích cực lên, mạnh mẽ lên, và mình phải luôn tạo cho mình một cái hàng rào, một cái bình phong, không phải là bình phong nữa, một cái hàng rào để chắn lại để đừng ai làm tôi tổn thương. Bởi vì tôi biết khi mà tôi tổn thương thì tôi sẽ rất là đau lòng, và cái đau lòng đó của tôi nó kinh khủng hơn cái người bình thường rất là nhiều. Nên là luôn luôn tự dặn bản thân mình sống mà nó phải mình có thể control được cái chuyện mà ngày hôm nay tôi vui, ngày hôm sau là tôi phải buồn, có những chuyện nó đến với mình không bao giờ mình nghĩ là nó đến. Nên là mình luôn phải nhận bản thân mình thì thôi, cuộc sống nó phải có vui có buồn thì mình phải chấp nhận và vượt qua nó. Một ngày trải qua thì vui cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày, nên không thể chọn cái ngày vui. Đó là cái cách suy nghĩ để tìm đến những cái hướng tích cực trong cuộc sống và để nhìn cái cuộc sống của chúng ta nó muôn màu, nó luôn luôn là vui vẻ và tươi trẻ, thì đúng như là những cái dòng trạng thái của bạn chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Tôi nghĩ rằng là với tất cả chúng ta cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta cảm thấy lúc nào vui thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ những niềm vui, và khi nào buồn thì cũng hãy tìm đến những nơi nào mà có thể mang lại cho chúng ta một cái nguồn vui để chúng ta có thể tìm
sống nó vẫn còn rất là có ý nghĩa để chúng ta sẽ sống những ngày tích cực. Tôi thì tôi mong muốn luôn luôn là như vậy. Trên trang cá nhân của tôi cũng không bao giờ chia sẻ những cái điều quá buồn cả. Mặc dù có thể trong tâm trạng tôi rất là rối bời, nhưng tôi vẫn luôn là tìm đến một cái điều gì đó nó thoải mái, nó tích cực để chúng ta nhìn vào đó, để chúng ta làm được tiêu chí để tìm cách thoải mái. Nhưng đôi khi á, nó cũng cho phép bản thân mình được buồn. Tất nhiên rồi, mình phải cho phép mình được buồn, và mình phải cho phép mình được nói ra cái sự buồn đó. Bạn nói luôn. Chào Lam Tuyết. Em nói luôn chứ. Nói luôn. Bạn đang buồn vì điều gì nào? À không, đó bây giờ. À thì trước đây chẳng hạn. Ví dụ như nếu như khi nào mà mình buồn nhất mà bạn đã từng trải qua là điều gì? Một cái điều gì đó mà buồn cho đến bây giờ bạn nghĩ đến mà bạn vẫn cảm thấy nó rất là buồn. Ra đây, bạn có thể chia sẻ. Khán giả rất là mong muốn bạn có thể chia sẻ, vì tôi nghĩ rằng là với chương trình Ví dụ Bữa Trưa Vui Vẻ này và rất nhiều những chương trình truyền hình khác, khán giả đều đang rất mong muốn và quan tâm đến, đặc biệt là với thần tượng của mình có thể chia sẻ được những cái điều thầm kín nhất trong lòng mình. Nghĩ rằng đó là một cái cách thì lúc đó em cảm thấy bị tổn thương, và em nghĩ là em sẽ không bao giờ một lần nào chia sẻ thêm nữa, bởi vì họ không nhìn một cái gì đó nó tích cực để họ chia sẻ với mình, mà họ nghĩ là mình đang làm cái điều đó để thu hút. Cho chính cá nhân của mình, bạn đang bị một cái áp lực của người nổi tiếng đè nặng lên trên vai của mình, có phải vậy không? Bạn có cảm giác đấy không? Rõ ràng là bạn muốn gỡ bỏ nó không? Thật ra thì như anh nghĩ đi, nếu như mà mình là cái người bình thường thì khi mà mình đưa một cái điều gì lên trên mạng xã hội, chia sẻ một cái điều gì ra và bị một vài người là nó sẽ sớm diễn ra để chúng ta có cơ hội để có thể thưởng thức được live show với những sản phẩm âm nhạc mà bạn đau đáu và đam mê từ mấy lâu, và đương nhiên là cùng với những người bạn của mình để làm nên một cái đêm nhạc thật là hoành tráng. Còn bây giờ thì thưa các bạn, là tôi chẳng hiểu tại sao mà từ đầu đến giờ tôi bị cuốn hút vào cái câu chuyện của cô ấy. Bởi vì cái câu chuyện của cô là cũng là đơn giản thôi, có rất nhiều khán giả đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi, và tôi chỉ là giúp đỡ các bạn là truyền tải câu hỏi này đến với Bảo Anh. Thời gian chúng ta đã trôi qua được 20 phút mà tôi suýt nữa thì lãng quên mất. Tôi lại trở thành một người rất là vụng về, không mời bạn ăn cái món ăn đầu tiên là món khai vị, đúng không ạ? Bây giờ thì để xem là khán giả yêu mến bạn và đã lựa chọn cho bạn cái tỷ lệ để pha chế như nào, chúng ta sẽ cùng xem về món khai vị này nhé. Hiện nay thì khán giả đang lựa chọn rất là nhiều sữa này. Tôi chết rồi, tôi đã đoán ra người ta đã chọn số mấy ở trong cái câu hỏi đầu tiên rồi, đúng không ạ? Đầu tiên là sữa này, tôi lát xíu tôi sẽ đưa vào. Có xoài này, táo này, đúng không ạ? Xoài táo này và một chút mít. Sau đó thì tôi sẽ cho sữa đặc lên trên và trộn với cái tỷ lệ mà các bạn khán giả đã mong muốn. Sau đó thì tôi sẽ đưa đá lên và bạn sẽ thưởng thức cái món này để xem khán giả đã lựa chọn cái tỷ lệ này nó có hợp lý cho bạn không nhá. Lúc vừa được cái hỏi thì bạn sợ đứng dưới thì anh không. Em thích nó nhưng mà em bạn muốn kiểm soát nó, thì tôi cho một ít chút xíu này thôi, bởi vì tôi thấy rằng là cái với cái món này nó sẽ rất là ngậy, đúng không ạ? Cái gì mà em thích thì em sẽ kiểm soát, tại vì sợ nhiều quá mình bị cuốn. Các bạn ơi, tôi nghi ngờ câu nói của anh, cái gì bảo anh thích thì bảo anh sẽ kiểm soát. Tôi bắt đầu tôi thấy lo
cho một nửa còn lại của thế giới, lo cho một nửa còn lại của thế giới. Và bây giờ thì trong lúc mà đến với cái món gọi là món khai vị này để Bảo Anh có thể thưởng thức theo cái tỷ lệ pha chế của tất cả các bạn khán giả, thì chúng ta quay trở lại trang fanpage thì chúng ta sẽ đọc ra một loạt các câu hỏi của các bạn khán giả đã đưa ra để hỏi Bảo Anh. Với tấm mình check in với cái chủ đề là thoải mái thì có rất nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi: trời ơi, trông bạn có vẻ cực kỳ thoải mái luôn, có phải là lúc nào Bảo Anh mà cảm thấy giơ tay lên mà đứng cảm giác cái tư thế mà thoải mái, chân tay vung vẩy nhất như này là cảm thấy dễ chịu nhất đúng không? Bạn là người giàu cảm xúc nên tôi thấy rằng là bạn là người thường xuyên giàu cảm xúc. Và bây giờ có rất nhiều khán giả họ đang hỏi thế này: khán giả có tên là gì, xin mời nhà bếp có thể đưa cho chúng tôi tên đầy đủ của tất cả các khán giả đang tương tác trên trang fanpage không ạ? Mọi người, thứ nhất là trong tấm hình mà tôi hỏi rằng là đáp án 1 hay 2 thì khán giả đều đưa ra là 1. Tức là, đúng không? Gầy ạ. Khán giả đang nói rằng là bạn gầy và hy vọng là bạn sẽ luôn có được sức khỏe thật tốt. Cái hình hài, đây này có khán giả nói rằng là hình hài bên ngoài, nếu chúng ta trông gầy hay trông mập không quan trọng, bằng cái việc là chúng ta cảm nhận được chúng ta có sức khỏe và có năng lượng để có thể vượt qua tất cả những khó khăn này, để có thể hoàn thành tất cả những công việc của mình. Đó là khán giả đang đưa ra cho bạn như vậy. Nên là bạn đừng lo chuyện gầy hay là chuyện béo chẳng hạn ấy, thì nó không ảnh hưởng nhiều đến cái hình ảnh của mình đâu. Mà cái quan trọng là bạn có một sức khỏe tốt, bởi vì hiện nay bạn đã đóng hình ở trong lòng khán giả một cái chủ đề rất tốt rồi. Gầy quá thì không được, nếu không có không được, tại vì là gầy quá thì cũng là do sức khỏe không tốt, mà mập quá thì cũng là do mình ăn nhiều thứ quá, nó bị dư nhiều thứ mất không tốt. Cho nên bọn nghĩ là đến hiện tại bây giờ thì bọn khán giả nói rằng là bạn Vân Lê Thị có quan tâm đến cái câu nói mà bạn là bạn nói rằng bạn thích cái gì thì bạn sẽ điều khiển cái điều đó. Không có điều khiển. Thì bạn nói là bạn control nó, tức là bạn điều khiển. Nó nghĩa là mình tại vì cái tính này là ví dụ như khi em thích một cái món kiểm ăn, soát nó. Dạ, em thích một cái món ăn thì em thích nước dừa đi, em thích ăn đồ béo thì em sẽ rất là dễ ăn vô tận bạ và ăn rất nhiều cái đó. Ăn mà không ăn mà lại sẽ để cho mình bị lên ký luôn á. Nhìn cái đồ mình thích và biết là cái điều đó nó sẽ không tốt cho mình á, thì mình sẽ cố gắng mình tốt tự mình kiểm soát được nó đúng không? À, đúng rồi. Chứng tỏ bạn rất là lo lắng cho vấn đề sức khỏe của mình chứ, bởi vì tôi thấy rằng là bạn đang nói rằng là khán giả rất là dễ áp đặt chúng ta vào cái việc mập hay là ốm. Thế nhưng mà khán giả thì nói rằng bạn hiện nay đang ốm nhưng mà vẫn mong muốn rằng là bạn có được một cái sức khỏe thật là tốt. Thôi bây giờ thì quay trở lại với nhà hàng Bữa Trưa Khỏe của chúng ta đi. Tôi thấy rằng là có rất là nhiều khán giả nói đến này. Ban đầu lắng nghe ca khúc của bạn Bảo Anh thì đây là một ca khúc, đây là có một khán giả không nói tên nhưng mà đã nhận mình là một khán giả lớn tuổi và cũng đã từng lắng nghe cái ca khúc Em Muốn Anh Sống Sao, đúng không ạ? Thì ca khúc lúc đầu chúng ta bật có tên là Em Muốn Anh Sống Sao và lắng nghe rất là nhiều ca khúc đó. À không, anh muốn em sống sao, không phải, đúng rồi. Anh muốn em sống sao, không, anh thì anh muốn em sống rất là tốt. Với ai thì anh phải hỏi là em muốn anh sống sao. Thế cuối cùng là với Bảo Anh thì là anh muốn em sống sao. Dạ, anh thì là em muốn anh sống sao. Còn em thì là anh muốn em sống sao. Thì khán giả nói rằng là đây là một khán giả lớn tuổi có chia sẻ rằng là đã lắng nghe cái ca khúc này rất nhiều. Và cái ca khúc này bạn đưa vào đấy cực kỳ nhiều những tâm trạng và khu vực cảm xúc khác nhau của mình. Hình như bạn cũng có một chút phần nhỏ gì đó ở trong câu chuyện đấy. Mà cụ thể khán giả đấy hỏi rằng là bạn có phải là đã từng có yêu một người uống rượu nhiều hay không đây này. Tôi thấy rằng là khán giả rất là tuyệt vời, dễ thương cực kỳ luôn. Bởi vì khi lắng nghe một ca khúc thì nghĩ rằng là ca sĩ đã từng yêu một người say rượu. Bởi vì lúc say ở đây mà lúc mà tỉnh rồi thì không còn ở đây nữa. Uống chút chút rồi say rồi. Tên là gì? Đây chắc khán giả hỏi này. Không, mà em nói như vậy giống tin đen nhiều người lắm. Không phải là riêng gì bạn em, nhưng mà em đang đùa cho vui thế thôi. Nhưng mà thật ra là khi mà hát một cái ca khúc nào đó thì mình cố gắng đem cái cảm xúc của bản thân mình và xem những cái cảm xúc của những người xung quanh. Bạn vừa nói là đang có một khán giả tên là Hoàng Hải thì chắc bạn biết rồi.
là nhạc Việt. Trời ơi, các bạn người ta hâm mộ mình, người ta quan tâm đến mình từng centimet một, mà chẳng nhẽ bây giờ mà mình lại bảo là không được, đúng không? Thật ra là... Đấy không phải áp đặt đúng không ạ? Nào, tôi chia sẻ luôn. Bảo anh với Tuấn thì khá là thân, bởi vì là từ khi mà thi tiếng ca học đường thì đã biết nhau rồi. Sau đó là bảo anh là người mà nói Tuấn là đi The Voice đi. Bởi vì bảo anh biết là Tuấn một cái giọng rất là hay. Và Tuấn cũng quý bảo anh, bởi vì là trong lúc mà Tuấn thi The Voice đó, thì cũng lâu lâu cũng hơi lười chút xíu. Nhưng mà bảo anh cũng là cái người mà nói là thôi ráng lên, tại vì là Tuấn rất là có khả năng. Và cái vụ mà quát trong phòng Tuấn là dở thôi. Đi chơi thì yêu đi, hãy để tôi một mình, bởi vì bây giờ bạn hết buồn rồi, đúng không?